ô tô dồn dập giảm giá sập sàn tới nửa tỷ đồng tại thị trường Việt Nam. Trong 3 ngày qua, thị trường ô tô Việt Nam dồn dập đón nhận cơn lốc giảm giá sập sàn đến từ nhiều thương hiệu ô tô, với mức ưu đãi cao nhất lên đến hơn nửa tỷ đồng. Các hãng ô tô chạy đua nước rút để đẩy mạnh doanh số bán xe, giải quyết hàng tồn, chuẩn bị cho kế hoạch ra phiên bản mới, khiến hàng loạt mẫu xe giảm giá mạnh, có mẫu giảm sập sàn lên đến hơn nửa tỷ đồng. Trong 3 ngày qua, thị trường đã có thêm 5 thương hiệu xe công bố các mức giảm giá cực mạnh. Từ đầu tháng 9, VinFast áp dụng mức ưu đãi 50 đến 150 triệu đồng cho xe Luxa 2.0 và Luxa 2.0, giới hạn số lượng và màu sắc, điều kiện là xe sản xuất năm 2019. Mức giảm mới này, kết hợp với những ưu đãi hiện có của VinFast, khiến giá xe Luxa 2.0 2019 chỉ còn 1 tỷ 065 triệu đồng, giảm gần 600 triệu đồng so với niêm yết. Dòng xe đen Luxa 2.0 2019 cũng giảm 384 triệu đồng, so với giá niêm yết 1 tỷ 179 triệu đồng, đưa giá xe hiện xuống còn 795 triệu đồng. Tiếp đó, hãng xe Subaru gây sốt khi vừa tung chương trình giảm giá xe kèm tặng quà, với tổng giá trị lên đến 255 triệu đồng, cho mẫu SUV Forester trong tháng 9. Cụ thể, phiên bản IL giảm 169 triệu đồng và tặng 100% phí trước bạ, bản IS được giảm giá 189 triệu đồng và tặng 100% phí trước bạ. Riêng bản IS iSide được giảm tiền mặt tới 129 triệu đồng. Có mức ưu đãi nhẹ hơn, hãng Toyota Việt Nam cũng thông báo giảm tới 55 triệu đồng đối với hai phiên bản Toyota Fortuner 2.4 AT4x2 FK, Fortuner 2.4 MT4x2 FG sản xuất trong nước. Với mức ưu đãi hiện tại, cộng với việc được giảm 50% phí trước bạ, khách hàng mua Toyota Fortuner vào thời điểm này sẽ nhận được tổng giảm giá khoảng 125 triệu đồng. Nhằm kích cầu trong tháng cô hồn, Volkswagen Việt Nam cũng chạy đua khuyến mãi dành cho một số phiên bản của các mẫu xe chủ lực là Tiguan Allspace và Passat. Cụ thể, khách hàng mua mẫu SUV 7 chỗ ngồi Volkswagen Tiguan Allspace sẽ nhận được khoản hỗ trợ lệ phí trước bạ trị giá 120 triệu đồng. Riêng khách mua phiên bản Tiguan Allspace Luxury S sẽ được tặng thêm quà tặng 30 triệu đồng. Đối với Passat, trong tháng 9 này, khách mua chiếc sedan cỡ D cao cấp phiên bản Blue Emotion 2 cũng sẽ được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, trị giá 177,6 triệu đồng. Ở mức giảm thấp hơn vài chục triệu đồng, hiện mẫu Hyundai Tucson giảm từ 35 đến 70 triệu đồng. Bộ ba Hyundai Kona, Elantra và Grand i10 đồng loạt giảm 20 triệu đồng. Trước đó, Việt Nam Net cập nhật đến ngày 2 tháng 9, hàng loạt mẫu xe BMW giảm giá sâu từ 20 đến 810 triệu đồng, Mitsubishi Pajero Sport giảm 200 triệu, Nissan Terra, Honda HR-V giảm giá trên 100 triệu đồng. Như vậy, tính đến nay, có khoảng trên dưới 15 mẫu xe giảm giá sâu từ 100 đến 800 triệu đồng. Đây được xem là thời điểm rất thuận lợi để những ai có nhu cầu săn mua xe giảm giá hấp dẫn nhất từng thấy.